sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nhé các bạn. Cái thằng này mới được đưa đúng không? Đấy. Thế mà một cái chó này thì nó phép nó bảo một tháng nữa mới được lừa. Đấy. Cuối nào cuối tháng được lừa. Đấy, một kia nó bảo tháng nữa mới được lừa, đúng phát, nó đâu có phép đâu. Được lừa. Nên lại phải còn cuối năm mới. Anh trông có lúc nào mà mẹ ra để chơi. Là tí nữa, công nghệ mà. Chứ có gì pha cà phê quê thì mình có cà phê thì đỡ mặn mà. Cái gì? Đã đến đâu? Cho cái gì đó thì để được. À đây, cắn một tí. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lần like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Xin chào bạn, bây giờ sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy này. Như vậy video này đến đây kết thúc như vậy. Xin chào tất cả các bạn.